Kênh Kỹ thuật Nông nghiệp Mekong Agri xin kính chào toàn thể quý vị và quý bà con. Ngày hôm nay chúng tôi tiếp tục cập nhật trên một cái mô hình chuyển đổi từ cây lúa lên cây ăn trái tại huyện Thoại Sơn của tỉnh An Giang. Thì mô hình này có một cái khuyết điểm rất là lớn và chúng tôi cho rằng đây là khuyết điểm chung cho tất cả những bà con đang chuyển đổi mô hình. Thì nếu như bà con mình đang có ý định trồng cây sầu riêng xen với cây chanh, hoặc là các cách thức chúng ta sử dụng mô liếp để trồng cây ăn trái sau khi chúng ta chuyển đổi từ mô hình lúa lên, thì bà con mình cần làm những gì? Thì trong video này chúng tôi sẽ cập nhật cho hai loại cây trồng mà chủ vườn đang quyết định trồng trên mảnh vườn của mình. Đầu tiên thì ở đây thì có cây chanh thì đã xuống giống rồi, đây là cây trồng sen. Và thứ hai đó là cái hàng chính giữa này, đó là cái cây sầu riêng, thì sắp tới sẽ đặt giống sau. Bà con cố gắng xem hết video này nhé, vì chúng tôi sẽ cập nhật những thông tin hết sức là thực tế, trong thời gian vừa qua chúng tôi đã thực hiện rất là nhiều. Kính thưa quý vị và quý bà con, thì điều đầu tiên thì chúng tôi sẽ cập nhật cho cây trồng sen trước. Lý do là hiện nay thì cây chanh mình đã đặt giống rồi. Thì chúng ta ở cái cây chanh này thì chúng ta sẽ nói về cái việc cách thức chúng ta trồng và cách thức chúng ta sử dụng mô, thì nó có những cái khuyết điểm gì, thì chúng tôi sẽ trình bày ra để bà con chúng ta gõ và chúng ta dựa trên những cái nguyên lý đó mà chúng ta thực hiện cho cái cây trồng mình. Sau khi bà con mình chuyển đổi mô hình từ cây lúa lên cây ăn trái thì bà con mình làm nó sẽ phù hợp hơn. Ở đây thì bà con mình quan sát thử, thì bà con mình nhìn thì chúng ta cũng biết là hiện nay là đã, trước đây thì chủ vườn đã có lên mô rồi trước khi đặt cây chanh. Tuy nhiên thì do cái lúc mà mình đặt cây á, thì mình đặt sai quý vị. Có nghĩa là khi mà mình đã lên mô cao rồi thì quý vị thấy là cách mặt đất nó cũng khoảng 0,3 đến 0,4 thì nó cũng tốt rồi quý vị. Nhưng mà khi mà mình đặt cái cây á, thì mình lại khoét một cái lỗ chính giữa của cái mô của mình, và mình trồng cái cây nó sâu quá đi. Đây có thể là cái cách thức này là bà con mình đang xem cái cách trồng của miền Đông, ở những cái vùng mà bị thiếu nước thì người ta mới đào hố người ta trồng, còn miền Tây của mình thì dư nước và cái khả năng ngập úng nó cao, cho nên là bà con mình làm cái phương pháp này á, thì cây nó sẽ bị nhạt rễ ở thời điểm đầu, thậm chí có thể dẫn đến rụng lá và chết đi. Do đó thì bà con mình lưu ý vấn đề này ha. Khi chúng ta lên mô cho cây chanh thì vẫn là 0,3 đến 0,4 cách cái mặt đất mà chúng ta làm cái mô, và chúng ta sẽ trồng cái cây mình ở cái đỉnh mô cao nhất phía bên trên, chứ chúng ta không có trồng thấp như thế này. Tại trồng thấp thế này nó sẽ bị nhạt rễ quý vị. Do lúc trước trồng thấp rồi ha, cho nên là khi mà gặp nhân viên của bên công ty Mekong Agri thì chúng tôi đã khuyến cáo là bà con mình trong cái điều kiện mùa này tạo ra hai cái rãnh để thoát nước, nếu không cây mình sẽ bị nhạt rễ mà nó chết ha. Thì đây vườn cũng rất là hiểu rõ về vấn đề tưới tiêu quý vị, thì cũng đã lắp hệ thống tưới rồi. Tuy nhiên là cách thức mà chúng ta trồng cái cây nó sâu quá đi, cho nên là chúng ta không để lại được cái mô cũ. Nếu mà tiếp tục để mô cũ thì cây trồng này chắc chắn sẽ bị chết, đặc biệt là qua một cái cơn bão số 9 và cơn bão số 10 vừa rồi. Chính vì vậy thì bà con mình lưu ý, khi chúng ta lên mô ha, cái mô mình đầy đủ rồi, thì khi mình trồng thì cái gốc cây nó phải ở cái đỉnh cao nhất, để khi mà mưa xuống thì cây mình nó sẽ được thoát nước tốt. Và chúng ta chỉ cần làm một cái rãnh nhỏ thôi, trong điều kiện mưa thì cây mình nó đã thoát nước tốt rồi, chứ chúng ta không có trồng sâu. Trồng sâu đó là ở những cái mô hình đất bị thiếu nước hoặc là đất đồi dốc thì người ta mới làm hố, người ta trồng sâu xuống. Còn ở đồng bằng sông Cửu Long của chúng ta thì chúng ta không thể làm phương pháp này. Rồi về cái cách thức chăm sóc cây chanh như thế nào thì chúng tôi sẽ dựng ở một số cái video khác. Ngày hôm nay chúng tôi sẽ nói về cái khuyết điểm của cái mô liếp này thế này và cách xử lý để cho bà con chúng ta rõ ha, để chúng ta tránh cái trường hợp này xảy ra. Đây là cái mô này biểu hiện rất là rõ là quý vị. Đất rất là dễ làng ha. Và nếu như mà chúng ta trồng cái gốc cây lúc trước đã thấp hơn cái mặt mô bên ngoài nè, nếu mà chúng ta không tạo được những cái rãnh này, nước không thoát được thì cây này chắc chắn sẽ chết rồi, chứ không phải là biểu hiện vàng lá đơn giản như bây giờ đâu. Thì chúng ta muốn phục hồi những cái cây này sẽ rất là khó. Buộc qua cái thời điểm mưa bão này thì chúng ta phải kéo hết cái lớp đất ở trên mô này xuống, thấp lại và chúng ta cải tạo vùng đất xung quanh, gãi hữu cơ kích rễ lại cho cây thì mới phát triển ổn định trở lại. Là coi như nếu mà chúng ta làm biện pháp này, coi như chúng ta sẽ kéo cái mặt mô này xuống bỏ hết rồi, thì cái mô nó sẽ không còn cao nữa, thì trở về sau cái cây chanh của mình nó cũng sẽ phát triển chậm hơn so với những cái cây chanh mà đã được trồng trên cái mô liếp chuẩn. Thì chúng tôi lưu ý những vấn đề này để khi mà con mình lên mô thì chúng ta sẽ thực hiện nó được tốt hơn. Đây là một cái tình huống tương tự nè quý vị. Khi mà chúng ta làm cái mô rồi chúng ta để lõm chính giữa này, và khi mà mình đưa cái phân lót vào và mình trồng cái cây sâu quá thì nó sẽ thấp hơn cái mặt mô đang có sẵn. Như vậy thì khi mưa xuống thì nước sẽ động và nó chảy vô, buộc chúng ta phải tạo rãnh giống như cái phần vừa rồi bà con mình đã xem. Thì như vậy thì cây mình nó sẽ phát triển không tốt, khả năng gây chết cây rất là cao. Do đó là trong cái điều kiện này thì bà con phải để cái phân lót nhiều hơn, và có thể là làm cái mô nó cao lên, rồi xong rồi chúng ta tạo một cái lồng bên trong và chúng ta đổ cái phân lót vào, và chúng ta đặt cái cây trồng của mình thì cái phần gốc là phải ở cái đỉnh cao nhất để dễ dàng thoát nước và nó không có bị tình trạng úng, giống như cây mình đang bị. Thì khi mình khoét mô ra rồi thì như vậy thì cây trồng mình gõ gàng nó nằm trên nền đất cũ rồi, nó bằng với cái mặt liếp này rồi, chứ nó không còn nằm trên mô nữa, thì chúng ta sẽ rất là khó chăm sóc trở về sau. Thì đây là một số lưu ý đầu tiên cho cái cây chanh, cái cây trồng sen ở trên mảnh vườn này.
Liên quan tới cái cây trồng chính mình là cây sầu riêng thì ở trong video này thì chúng tôi sẽ dùng cái bờ bao này để nhắc nhở bà con chúng ta trước. Bà con mình xem như cái bờ bao này là một cái clip ha. Tại vì bên trong thì chưa có lên cái mô sầu riêng cho nên là mình quay bên trong thì bà con mình sẽ không có thấy rõ cái thông tin. Bây giờ chúng ta sẽ xem cái bờ bao này là một cái clip. Thì bà con mình nhớ nếu mà cái mặt clip mình trồng cái cây sầu riêng của mình thì từ bên, có nghĩa là một clip như thế này chúng ta phải từ khoảng từ 5 đến 6 mét và khoảng cách cây cây này đến cây kia là khoảng 8 mét thì như vậy thì nó mới phù hợp. Ở đồng bằng sông Cửu Long chúng ta thì thời gian qua thì đang là hình thức như thế. Như vậy thì cái mô quý vị thì chúng ta để một hàng chính giữa ha, chứ chúng ta không có để cặp mé như thế này. Thì bà con mình thấy cái gốc mé bên đây thì như vậy nè, sầu riêng mình sau này nó lớn 5-6 năm á thì rễ nó sẽ ra bên đây thì không đủ đất để ăn ha. Do đó chúng ta lưu ý là chúng ta trồng sầu riêng thì clip mình từ 5-6 mét thì chúng ta sẽ trồng một cái hàng chính giữa, chứ chúng ta không có trồng một bên như thế này. Tại đây thì mình lấy cái bờ bao để cho bà con mình định hình cái việc đó nó đúng hay nó sai, là lý do là khi mà sầu riêng mình lớn thì cái rễ nó ăn qua cái phần bên đây thì nó sẽ không có đất để nó ăn ha. Do đó thì ở đây do bà bao thì trồng thêm thế này để chừa bên đây là làm cái lối đi thôi. Nhưng mà nếu mà ở trong cái đất thịt bên trong, clip bên kia thì lớn ha, clip bên kia thì tới 8 mét lận. Do đó là bà con mình trồng sầu riêng một hàng ở chính giữa thì nó sẽ hợp lý và nó đủ đất cho cái cây sầu riêng mình khi cây phát triển lớn trở về sau. Và phần thứ hai ở đây bà con mình quan sát đây. Đây ha, cái mô này là mới định hình xong thôi, chưa có phát lỗ chính giữa để mà chuẩn bị phân lót nè. Thì ở đây mô mình nó tương đối thôi chứ cũng không phải là cao lắm nha. Nếu như bà con mình đắp mô càng chắc chắn thì nó sẽ càng tốt. Thì hiện nay mô ở sầu riêng ở đồng bằng sông Cửu Long thì ít nhất bà con mình làm khoảng từ 0,8 cho đến 1 mét là chủ yếu. Đối với những vùng mà mực thi cấp nó sẽ cao trong mùa lũ thì bà con mình nhớ là chúng ta sẽ lên cao ha. Và đương nhiên ở trên phần đỉnh mô này, cây sầu riêng phải ở vị trí cao nhất thì cái sự thoát nước nó mới dễ. Khi đó là trong mùa ngập á, mùa mưa nhiều thì bà con mình chỉ cần làm những cái rãnh nhẹ nhỏ từ ở trên cái vị trí gốc cây đi xuống thôi thì cây nó sẽ thoát nước rất là tốt, và trong vòng từ 1 cho đến 2 năm đầu sầu riêng mình nó sẽ sử dụng cái đất trên mô này hiệu quả. Và đương nhiên vừa từ dùng chuyển đổi từ mô hình lúa sang cây ăn trái thì đa số bà con mình sẽ gom cái tầng đất mặt phía bên trên để làm nó thành một cái mô ha. Và chúng ta trong 1-2 năm đầu thì cây sẽ sử dụng cái tầng, thì trong 1-2 năm đầu thì cái cây sầu riêng mình nó sẽ sử dụng cái tầng đất mặt này thì nó sẽ hiệu quả. Và bà con mình nhớ là trồng cái cây mình ở cái đỉnh cao nhất ha, để mà tránh tình trạng nhạt rễ trong điều kiện mùa mưa, cũng như là đất đai nó dễ bị lèn ở những vùng mà có phèn thì nó sẽ dễ bị lèn, thì nó sẽ gây nhạt rễ do oxy nó không có vào được bên trong cái vùng rễ. Thì đây là một số cái lưu ý cho cái mô hình khi bà con mình đã quyết định chuyển đổi từ cây lúa sang cây ăn trái. Đặc biệt thì cái mô hình gần đây thì bà con mình đang sử dụng cái cây sầu riêng trồng xen với cây ổi hoặc là cây chanh. Như vậy thì trong cái video này thì chúng tôi sẽ lưu ý hai vấn đề như thế để cho bà con chúng ta lưu ý. Thứ nhất đó là cái việc chúng ta làm mô và chúng ta trồng cây chanh phải như thế nào cho phù hợp. Cái thứ hai là cái cách thức chúng ta lên clip và chúng ta làm mô cho cái cây sầu riêng như thế nào nó phù hợp. Thì đây là hai vấn đề mà chúng tôi đã thực hiện trong video này. Thì cảm ơn bà con mình đã xem video này. Nếu như bà con mình có những cái thắc mắc gì thì bà con có thể để lại bình luận bên dưới video hoặc là gọi về số điện thoại 0979 927 527 thì chúng tôi sẽ trực tiếp trả lời cho quý bà con chúng ta. Và nhớ đăng ký kênh của chúng tôi, kênh Kỹ thuật Nông nghiệp Mekong Agri, kênh chuyên cập nhật những thông tin về kỹ thuật canh tác, đặc biệt là ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Bà con nhớ đăng ký nhé để cập nhật những video tiếp theo của chúng tôi. Xin trân trọng kính chào quý bà con và xin hẹn bà con chúng ta trong những video tiếp theo.